Gạo gạo channel xin chào mọi người. Mọi người ơi, thời gian gần đây thì chắc mọi người cũng nghe thông tin về hạn mặn ở miền Tây đúng không ạ? Thì hiện tại hôm nay gạo gạo có dịp về quê thăm nhà thì mới chứng kiến được cái hạn mặn, cái cảnh hạn mặn ở đây mọi người. Thì rất là khô cằn luôn. Đây là cái ao nước dự trữ, đây là cái ao để mà dự trữ nước ở nhà mình ha mọi người. Nhưng mà hiện tại thì nó đã khô cằn nứt nẻ rồi, không còn một giọt nước nào hết á. Ba mình đang đào cái ao thêm á, để sang năm nó có thể trữ nước, không biết có trữ không. Cầu mong là sang năm không có bị hạn mặn như thế này nữa à. Đây là cây dừa nước á, thì dừa nước là nó tự động, nó đã có một bụi rồi thì nó tự động nó nhảy ra. Thì ba mình cũng phá bớt cái dừa đó. Hiện tại thì hạn mặn nó kéo dài á, cho nên những cái đám dừa nước là nó khô hết rồi. Mà dừa nước thì chủ yếu là nó sống nhờ nước, cho nên khi mà bị tình trạng này thì nó cũng trở nên khô hết rồi mọi người. Những cái hoài dừa non, hoài dừa già nó đều khô hết rồi. Những cái hoài dừa thì bây giờ nó đã hư hết rồi mọi người. Hiện tại ở quê mình nước sinh hoạt thì chủ yếu là mình sử dụng nước máy mọi người. Thì nước máy thì bây giờ cũng hạn chế lắm, tại vì ở đâu á, ở nhà nào người ta cũng thiếu nước hết á, cho nên là hễ người ta canh hễ có nước á, là ví dụ người đầu nguồn á, là người ta đã hứng bớt rồi, về tới mình á, nó cũng đã còn ít lại rồi. Và một số nhà người ta trồng cây hay là người ta chăn nuôi á, thì người ta cũng lấy cái máy bơm á, người ta đặt máy bơm người ta bơm nước, cho nên hút nước rất nhiều. Nước máy hiện tại hứng nó thì nó cũng còn hạn chế lắm mọi người à. Thì bây giờ ở nhà mình là nước máy là đủ sử dụng trong nhà, trong gia đình thôi, sử dụng để sinh hoạt thôi, chứ mà nước để tưới cây là hoàn toàn không có luôn á. Đó, mọi người thấy những cái cây dừa nước này á, những cái hoài dừa thì nó đã hoàn toàn hư hết rồi. Cái hoài dừa này mình nhìn thấy đẹp như vậy chứ bên trong là nó hư hết rồi mọi người. Tại vì dừa nước á, chủ yếu là nó sống nhờ nước, cho nên nếu như mà cạn nước như vậy á, thì cái hoài của nó đều hư hết chứ nó không có tốt. Đó, bây giờ là hoài lớn, hoài nhỏ, hoài dừa là hư hết luôn á. Đó, cái hoài này nhìn như vậy mọi người thấy không, nó đỏ đỏ, nó đã hư rồi. Nhưng mà nó đang gồng mình thôi. Tất cả những cây dừa lá ở đây á, đều đang gồng mình hết. Đây chính là cây chanh nè. Những cây chanh ở nhà mình thì trước đây là ông ngoại, là ba của mình có một cái vườn chanh. Thì ông cũng thường hái trái đi bán. Nhưng mà qua cái đợt hạn mặn này thì những cây chanh nó khô cằn hết, nó héo hết mọi người. Thì bây giờ chỉ mong trời mưa. Nếu mà trời mưa chừng một đám mưa mà lớn để mà nó giải tỏa bớt cái cơn hạn này thì may ra cứu kịp. Chứ nếu mà hạn trời đang hạn mặn mà kéo dài như thế này thì nó không còn gì cả hết mọi người. Đây là cây bưởi ở nhà mình nè, nó cũng cháy hết nữa rồi, còn có nữa thôi. Đây cây mai, đây là cái vườn mai của ba mình ha. Đó, những cây mai lá nó khô hết, nó héo hết ngoài bìa lá rồi đó. Bây giờ chỉ mong chờ trời mưa xuống là giải quyết được tất cả. Cũng đau lắm mọi người à. Đó. Tất cả những cây mai đều như vậy hết á, chỉ có một vài cây là ba mình yêu quá, cho nên cố gắng mà mình tưới một ngày, mình nói chung là tưới lâu lâu vài ngày chứ tưới cho nó một thùng nước để mà nó ráng mà chịu đựng qua cái thời gian này thôi. Cái cây chanh nè, bây giờ trái là hư hết nhưng mà lá còn không chịu luôn. Trái thì mình bỏ phải rồi, nhưng mà bây giờ nguy cơ là cái cây sẽ chết khô luôn á mọi người, nếu như mà trời không mưa. Mọi người có biết đây là cây gì hay không ạ?
Đây chính là cây đinh lăng đó mọi người. Đinh lăng ba mình trồng ở ở mé hiên nhà đó. Thì lâu lâu ba cũng tưới cho nó một chai nước, cho nên ráng để sống sót để qua ngày thôi. Đó, lá nó vàng hết rồi nhưng mà cũng còn trụ được. Tại thường lâu lâu thì cũng có một ít nước để mà ráng mà trụ cho qua cái mùa này. Đây là hai cây đinh lăng ở nhà mình đấy mọi người. Đây là những cái cây đinh lăng con ha, ba mình ươm ra đó. Nhưng mà bây giờ thì nó khô rồi. Thì cũng ráng là những cái cây này thì cũng ráng tưới nó mỗi ngày để mà nó có thể trụ được qua mùa này thì mình trồng tiếp ha. Cái vườn nha đam của má nè, khô hết rồi. Đó, đây chính là vườn rau của má mình đó. Mà không còn gì hết, chết hết trơn rồi. Cây vú sữa nhà mình nha mọi người, bây giờ thì nó chỉ còn trơ cành thôi. Cây khế này thì do nó ở mé kinh á, cho nên nó cũng hút được một chút nước mà còn tồn động lại của cái dòng kênh, cho nên cũng tương đối là ổn. Còn cái vườn ổi đây chính là vườn ổi nhà mình ha. Thì trước đây ba cũng thu hoạch ổi đi bán á, thì mỗi ngày cũng được vài chục ký. Nhưng mà hiện tại thì do hạn mặn như vậy thì ổi nó khô cằn rồi. Cũng mong là nó sẽ cố trụ được để qua cái mùa khô hạn này ha. Cây chùm ruột nè mọi người ơi. Chùm ruột á, do là nó ở ngay chỗ nó mọc ngay chỗ cái con kênh á, cho nên những cái cây mà mọc gần kênh hay là gần ao á, thì nó tương đối là có thể trụ được, là do là nó hút được cái nước mà còn đọng lại ở dưới kênh á, mà hút được trong lòng đất á, cho nên nó còn trụ được ha mọi người. Đây là cái cây mồng tơi lá đỏ. Mồng tơi đỏ ở nhà mình đây mọi người. Cây mồng tơi này có nhiều hạt lắm á, thì mình cũng dự định là mình sẽ hái hạt đem về nhà trồng ha. Đây là ở nhà ngoại. Còn hiện tại thì mình sống ở miền Đông, là ở Vũng Tàu á mọi người. Thì ở Vũng Tàu thì mùa này tương đối nó cũng nước nó không thiếu, tại vì người ta khoan giếng xài á, cho nên nước lúc nào cũng đủ để sinh hoạt và tưới cây hết á. Đây là cái lá sâm ha. Lá sâm á, thì nó cũng tương đối tốt. Còn đây là cây bông dâm bụt á mọi người. Thì mình thấy hạn mặn như thế nào nhưng mà bông hoa thì nó vẫn ra rất là tươi, rất là đẹp á mọi người. Chứng tỏ là cái sức sống của cây á, nó rất là tốt. Đến đây thì mình xin kết thúc video của mình ha. Mình chúc mọi người luôn vui, luôn khỏe và luôn luôn thành công trong công việc của mình nè. Cảm ơn cả nhà mình nha. Xin chào mọi người.